Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực gần tròn 15 ngày, tính tới chiều tối 28 tháng 8. Em trai của ông là Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA biết. Ông Tân nói, ông biết thông tin này do nhận được cuộc điện của ông Thức từ trại giam vào cuối chiều 27 tháng 8. Trong đó ông Thức nói vẫn đang tuyệt thực. Gia đình cho biết, Ông Thức tuyên bố tuyệt thực từ ngày 14 tháng 8 để phản đối sức ép từ nhà chức trách buộc ông phải nhận tội và việc trại giam hạn chế thư tính của ông. Tù nhân lương tâm này bị giam hơn 9 năm trong bản án 16 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sau các hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Trong lần thăm cách đây 10 ngày, ông Trần Huỳnh Duy Tân quan sát thấy anh trai mình yếu ớt, đi đứng chậm chạp khó khăn, dù lúc đó là ngày thứ tư ông Thức tuyệt thực việc ông thức theo đuổi hình thức phản kháng quyết liệt một mất một còn khiến gia đình ông hết sức lo lắng họ kêu gọi nhà cầm quyền việt nam thực hiện điều luật phù hợp trong bộ luật hình sự mới để trả tự do cho ông thức ngay lập tức